Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với 1985 Studio. Mình là Quân và bạn Mậu, đây là bạn Hương. Hôm nay thì bạn nhờ bạn Hiếu make up cho một cái style nó sang trọng. Thì với khuôn mặt bạn Hương thì nó mang hơi hướng là Hàn Quốc xíu. Thì bạn Hiếu make up phong cách sang trọng, đơn giản, không có quá cầu kỳ. Thì hôm nay mình sẽ cho chụp với đèn flash. Đèn LED không phải đèn LED nha. Đèn LED với LED nó khác nhau, cái là flash thì nó sẽ chớp tắt, còn LED thì nó là điện sáng liên tục, để mình những người mới chụp mới học thì dễ nhìn ánh sáng hơn. Thì hôm nay mình cũng đang chuẩn bị sẵn ba đèn như thường mọi khi thôi. Thì mình đang mở ánh sáng đầu tiên là đèn key light, là ánh sáng chính đánh vào khuôn mặt. Thì mình đang dùng dù xuyên 16 cạnh. Dù xuyên 16 cạnh có tác dụng là nó sẽ làm cho cái ánh sáng nó mềm, nhất là những sáng mà dưới bóng cổ nó mềm, nó không bị quá gắt, cho cái ánh sáng tỏa đều để mặt mộ hơn. Thì như mọi khi thôi, mình cũng sẽ test từng đèn. Mình đang để đèn key light, đèn ven, đèn beam light và đèn fill, ba đèn. Thì xài 1, 2, 3 hay 2 hoặc 3 đèn là do các bạn muốn thế nào thôi. Mình kiểu như mình cũng thử các loại support khác nhau, dù khác nhau, để bạn hiểu được cái ánh sáng nó sẽ như thế nào. Rồi, mình đang quay cận mặt cái mặt của bạn Hương. Bạn có thể xem là ánh sáng key light nó tác dụng nào. Dường như ánh sáng key light nó, các bạn sẽ thấy nó sẽ đi từ phát trán xuống nè. Thì cái đèn, mở để cái đèn cao hơn 45 độ thì mặt ánh sáng này đi từ trán xuống, cho cái góc mặt nó có chiều sâu hơn. Chứ mình, khi mình để thẳng mặt này mẫu quá thì mặt nó, ánh sáng đi thẳng vô thì mặt nó sẽ bị bẹt ra, nó không đẹp. Thì khi hai bên này nó sẽ tối nè, tạo cho người mẫu cái góc mặt ấy, nó thon thả hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chụp trước vài tấm để mình show kết quả đến nha. Okay. Thì khi với cái một đèn như này thì các bạn sẽ thấy là cái dưới cổ nó sẽ bóng, nó hơi đen. Mình có bù hấp sáng nhưng mà do ánh sáng nó hơi yếu nên nó sẽ không bù bao nhiêu luôn. Em xoay cái vai ngoài đó, em nhìn góc ngang cho nên luôn, đúng rồi đó. Đúng rồi đó, ok. Ngã cái mặt ra sau, không, ngã cái cổ ra bên trái, đúng rồi đó. Nó cầm lên, nó cầm lên. Xoay ngang chứ, hơi ha, xoay ngang chứ, đúng rồi đó. Rồi khi bạn thấy cái góc này nè, thì cái lưng của mẫu sẽ hơi tối nè. Thì bây giờ mình sẽ bù cái đèn ven vào phần lưng của mẫu, bây giờ mẫu vẫn giữ yên tí thế này cho anh, để anh bù cái đèn ven vô. Thì các bạn nhìn thấy, thì các bạn nhìn thấy là khi mình bật đèn ven thì cái phần lưng mẫu nó đã sáng hơn rồi nè. Rồi mẫu cứ giữ tư thế cho anh, lưng mẫu đã sáng hơn. Bây giờ mình sẽ chụp thử. Nhưng mà khi cái đèn ven á, thì cái phần tóc với cái phần vai nó nổi bật lên, làm nổi bật cái người mẫu lên nè. Nên tác dụng của đèn rim light là nó sẽ làm nổi bật mẫu, tách mẫu ra khỏi background. Đúng rồi, đẹp nha. À, nhìn có mấy anh cái nè. Rồi, đẹp nha. Rồi, nhìn cao lên, nhìn cao rồi. Ok, dùng tay đi. Nắm tay co co, đừng có chỉ thẳng vô đó. Rồi, sau khi chụp với hai đèn, đèn key light và đèn rim light để đánh ven, thì mình sẽ bù thêm một cái đèn fill. Thì cái này là fill thôi chứ không có full nha. Full là lấp đầy cái vùng sáng, còn fill là chỉ bù những cái phần tối thôi cho mẫu đầy đặn hơn, cho background nó không bị quá tối và mẫu cũng không có những điểm quá tối. Nên bây giờ mình đang bật ba đèn khác sáng thì cũng như mọi khi thôi, cũng có gì khác lạ, chỉ là cách sắp xếp khác nhau, sắp bóc hơi khác nhau một xíu và đèn khác nhau. Thì với cái đèn LED này á, thì được cái là mình sẽ nhìn được ánh sáng trực tiếp, được nhìn được ánh sáng trực tiếp và nó không quá mạnh, không có gắt, nên mình sẽ chụp kiểu như dạng thơ, kiểu muốn xóa phông thì đèn LED thì đáp ứng tốt hơn đèn flash. Rồi bây giờ mình sẽ chụp thử với vài tấm với ba đèn này nha. Khi bật đèn fill light lên thì bạn thấy những phần bên tai
bên bên tay trái, phần vai hoặc dưới phần cổ nó sẽ sáng hơn, nó không bị bóng đỏ quá gắt. Rồi. Nhìn máy cái này nó nước cầm lên xíu. Đúng rồi, ngã lên sao cái vai cong lên, cái lưng cong lên. Đúng rồi đó. À, nhìn qua đây xíu nè, đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử một kiểu đèn mới. Mình đang, các bạn đang thấy toàn cảnh là cái đèn khi live mình đang chụp qua một góc 45 độ so với mẫu, thì nó sẽ chiếu xéo góc 45 độ nè. Thì cái góc mặt mẫu này thì nó chiếu thẳng vô mẫu nè, nó tách ra phần sáng phần tối làm cho mẫu nổi bật hơn. Thì phần đằng sau này hơi tối thì các bạn có thể chụp một đèn vậy cũng được, cũng ok tùy theo sở thích, nhưng mà mình thì rất thích ánh sáng dim light, là ánh sáng ven á, nên mình bật cái đèn dim light lên để nó tạo cái đường viền lên từ đỉnh đầu xuống tóc xuống vai nè, nó sẽ hấp dẫn mắt nhìn hơn. Này, góc mặt của bạn hơn thì góc này, góc một bên này rất đẹp nè, đường nét khuôn mặt. Đúng rồi, đấy. Đó, khi để cái kiểu đèn 45 độ này thì mẫu xoay cái kiểu gì thì nó cũng rất là dễ đẹp. Để em quay nhìn ống kính anh coi, nhìn thẳng mặt luôn rồi đó. Đó. Dù cho mẫu có xoay nhìn thẳng hay là nhìn nghiêng, ánh sáng tác động lên khuôn mặt nó cũng rất đầy đủ. Sau khi mình đã trải qua 4 cái loại kiểu ánh sáng khác nhau với một đèn, hai đèn, ba đèn và một cái ánh sáng góc chụp 45 độ thì các bạn thấy như thế nào? Các bạn muốn góp ý thêm cho mình thì các bạn cứ comment phía dưới. Và bài tới đây là hết. Hẹn các bạn vào tuần sau. Bye bye.